Con luôn là
Và những điều chúng ta làm ngày hôm nay
cũng lại sẽ có phát sinh một kết quả ở một thời gian sau, không biết là kiếp này hay kiếp khác. Ví dụ như là ngày hôm nay chúng ta có mặt ở chốn tổ này để chúng ta dự lễ quý vị của chùa tổ Hai Sơn chùa Đồng Đắc, thì đã có cái nhân gì từ kiếp trước chứ không phải ngẫu nhiên. Không phải ngẫu nhiên ngày hôm nay chúng ta ngồi đây. Có thể là biết đâu ba kiếp trước chúng ta từng là những người góp công xây dựng chùa. Có thể biết đâu năm kiếp trước chúng ta từng là người xuất gia tại chùa. Và biết đâu ví dụ như là bảy kiếp trước chúng ta từng là một vị quan chánh nhậm ở cái vùng này và có đến đây để ủng hộ ngôi chùa này. Thế là không bao giờ có chuyện ổn. Hoặc là hèn mọn nhất đi, có khi một kiếp xưa nào đó mình lại là một con chó ở trong chùa, giữ chùa, tạo được công đức ngày hôm nay được làm người và trở lại trong chùa cũng có không biết chừng. Nhưng vì vậy ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây có cái nhân bắt buộc được. Và cái việc mà hôm nay chúng ta ngồi đây cũng lại là một cái nhân của tương lai. Cái nhân của tương lai đó là sẽ xảy ra một điều gì đó nó phù hợp. Và ví dụ như trong hôm nay chúng ta đến đây với cái tâm trân trọng, kính ngưỡng cái tổ đình, kính ngưỡng Phật Pháp, kính ngưỡng Chư Tăng, tạo thành cái phúc, cái phúc gì đó, thì cái phúc này có thể phát sinh ra rất nhiều cái quả khác nhau. Cũng giống như vậy, khi chúng ta gieo một cái hạt xuống đất thì nó không phải là chỉ sinh ra một cái quả. Ví dụ chúng ta trồng hạt xoài, chúng ta gieo xuống đất thì đừng nghĩ là tự nhiên nó mọc lên trái đất một cái quả xoài nó chỉ. Trước khi một cái quả xoài xuất hiện thì nó lên gì? Cây xoài, lá xoài, cành nhánh xoài, hoa xoài, rồi nó tới trái xoài. Và trái xoài chưa hết, trái xoài cũng ngon, cái già chín khác. Và trong cái trái lại có cái hạt. Nhiều việc xuất hiện từ một cái hạt mầm ban đầu. Mà khi cái cây lên như vậy thì đâu phải là nói tôi gieo hạt xoài tôi sẽ được ăn trái xoài. Không chỉ đơn giản là như vậy. Tôi gieo hạt xoài nhưng tôi được cái gì? Được như một cây xoài có bóng mát, tôi ngửi được cái bóng mát là phải không? Ngửi có bóng mát, cành nhánh có khi là cây to cưa làm thủ tục, rồi lá xoài rụng xuống và có khi tôi nhặt về đun bếp hoặc là bón phân cho hoa xoài để có khi để ngắm và làm được bài thơ, rồi cái trái chua để mình chấm. Trái chín và hạt xoài thì có khi chúng ta lại đem gieo lại lần nữa. Thì như vậy chúng ta thấy là chỉ từ một cái hạt xoài được ươm mầm, chúng ta được hưởng nhiều ích lợi từ cái việc gieo trồng đó, chứ không phải là chỉ được hưởng một quả xoài là hết. Thì cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta ngồi đây nghe pháp là không phải về sau này chỉ được một cái quả phúc nào đó, rồi nó sinh ra nhiều cái quả tương lai. Và nhân quả luôn luôn là sự công bằng chi phối khắp cả kiếp người như vậy. Và chúng ta thấy cái luật nhân quả công bằng trong đạo Phật thì xuyên suốt từ đạo làm người cho đến đạo làm thánh. Ví dụ bây giờ chúng ta làm con người, chúng ta chưa phải thánh thì chúng ta vẫn chịu sự chi phối của luật nhân quả. Và chúng ta muốn nhân cách mình tốt hơn thì cũng có cách để gieo nhân, hoặc là chúng ta muốn cuộc đời mình vinh hiển hơn, giàu sang hơn thì có cách để gieo nhân. Chúng ta muốn mình quyền đi thế lực hơn hoặc là dung mạo mình đẹp hơn cũng có cái cách để gieo nhân, gieo đúng đạo lý, đúng là đạo đức, chứ không mà sức khỏe mình tăng, tuổi thọ mình tăng, sau này con cháu mình có tai nạn được cái quả báo nó trở lại với mình rất là dài và rất là nhiều, mà chỉ một lần mình giúp lại. Thì chúng ta thấy là luôn luôn mình một hạt lúa gieo xuống, một cây lúa ra cả chùm lúa, một hạt xoài ươm xuống có 5-10 năm sau thì mấy nghìn mấy vạn xoài thu hoạch hoài không hết. Nhân quả công bằng là như vậy. Cho nên là chúng ta phải hiểu được nhân quả như sau để chúng ta kiểm soát được từng cái việc làm, từng ý nghĩ, từng lời nói của mình trong suốt cái cuộc sống. Chúng ta tránh được điều ác và chúng ta siêng năng làm được điều thiện, đó là cái kết quả. Lợi ích thứ nhất, chúng ta chưa biết là cái phúc về sau chúng ta sẽ hưởng muôn nghìn lần như thế nào. Nhưng mà trước mắt chúng ta là một con người chân chính xứng đáng vì biết kiềm chế chính mình. Và chúng ta hiểu rằng cái người nào biết kiềm chế tức là
đó là người tốt. Chúng ta muốn làm người tốt thì trước hết chúng ta biết kiềm chế. Cái người không biết kiềm chế chính mình, muốn cái gì là làm liền cái đó, người đó mới không thấy. Cái người đạo đức đánh giá trước hết là biết kiềm chế. Muốn làm, suy nghĩ lại 3 lần, 5 lần, 10 lần, nên làm hay không? Mặc dù điều đó mình thích nhưng đừng làm, biết kiềm chế. Đó là dấu hiệu khởi đầu của đạo đức. Và chính luật nhân quả làm cho chúng ta biết kiềm chế. Vì chúng ta có trí tuệ biết nhân biết quả. Chúng ta thích, nhưng mà luôn luôn mình xem, mình suy luận thử cái quả báo này sẽ được. Cho nên chứ không phải là làm ít cái gì muốn gì làm được. Cái hệ quả đẹp của cái người tin ngưỡng nhân quả. Và nếu cả cái xã hội rất nhiều người tin ngưỡng nhân quả thì điều chắc chắn là xã hội này sẽ rất là tốt đẹp, rất là tuyệt vời. Vì không ai nợ lại khổ. Và bất cứ ai cũng đều muốn giúp cho người khác được ít hơn. Chúng ta không biết cái thiên đường ở đâu xa, chúng ta biết chắc chắn thiên đường chỉ có nơi những con người tin tưởng biết sống được tốt đẹp với nhau, tự tế. Trong cái luật nhân quả có một cái tính nổi bật, nhân quả tức là công bằng. Cái nét đẹp tuyệt vời của nhân quả chính là sự công bằng. Có người đầu tiên thì nghe nói về luật nhân quả thì vẫn nhiều và nói thầy nói nhân gì có quả nấy thì không biết là làm sao chứng minh, bởi vì khoa học thì chưa biết, không thể thấy được làm sao chứng minh rằng thật sự là ai ở hiền sẽ gặp lành, ai ở ác sẽ gặp dữ. Bởi vì trong cuộc đời của chúng con là con thấy có nhiều người dữ đó mà vẫn giàu, có những người hiền đấy mà vẫn nghèo. Mặc dù là trên lời Phật dạy thì ở hiền ác sẽ gặp lành, ở ác ác sẽ gặp dữ. Chúng con nghe rằng hoài nghi nhưng mà rất muốn tin, rất muốn tin. Tại vì sao vậy? Bởi vì thấy rằng luật nhân quả là công bằng. Ở đây chúng ta thấy thế này, con người đó là chưa đủ trí tuệ để thấy nhân quả vận hành một cách công bằng, chưa đủ trí thấy, bởi vì chỉ thấm mới thấy thôi, chứ người thường chúng ta không biết gì. Nhưng mà tin, chấp nhận, hỏi tại sao chấp nhận khi mà mình chưa đủ sức chứng minh, bởi vì nhân quả là công bằng. Và chúng con yêu cái sự công bằng của mình, cho nên chúng con chấp nhận được, dù không biết là không đủ sức biết cái nguyên lý nó có thật. Nhưng mà bởi vì nhân quả là công bằng, và chúng con là những người yêu sự công bằng, cho nên con chấp nhận, con sẽ sống theo luật nhân quả và sẽ dạy con cháu mình sống tin theo luật nhân quả. Thì chúng ta thấy rằng người đó có đạo đức không? Chắc chắn đó là người có đạo đức. Vì chỉ có những người có đạo đức mới yêu sự công bằng. Và khi họ yêu sự công bằng thì họ chấp nhận luật nhân quả. Còn cái người ví dụ nói rằng là tôi không tin luật nhân quả, tôi không chấp nhận luật nhân quả bởi vì khoa học không chứng minh được, thì cái người này dẫn chứng một cái lý do đơn giản là vì khoa học chưa chứng minh được cho nên không chấp nhận. Chúng ta hiểu ngay người này là người không đạo đức. Là vì sao vậy? Bởi vì người này thiếu một điều là không yêu quý sự công bằng. Đúng không? Đồng ý không? Rõ ràng họ vinh vào lý do là vì khoa học chưa chứng minh được nên để họ không chấp nhận được kết quả. Thì chúng ta hiểu ngay trong cái tim đen của người này là người này không yêu quý sự công bằng. Mà đã không yêu quý sự công bằng thì người này không đạo đức. Bởi vì chỉ có người đạo đức mới yêu sự công bằng. Mà đã không yêu quý sự công bằng, không đạo đức, mà không đạo đức thì chắc chắn người này sao? Thế nào cũng bảo đảm thế nào cũng phải. Khi một người không đạo đức chắc chắn người ta sẽ vậy. Ví dụ nếu người đó có quyền chức to thì bảo đảm thế nào lợi dụng quyền chức để mà giúp đỡ lấy lợi. Còn hoặc là nếu là người đó là không quyền chức, là người thường thì trong đầu lúc nào cũng nghĩ cái chuyện là làm sao đưa tiền ở trong túi người khác biến thành tiền trong túi của mình. Thì quy luật kinh tế là như vậy. Cái cười là khi mà người trong cái môn kinh tế học có một cái định nghĩa rất đơn giản,
làm thế nào để làm ra tiền? Tình nguyện, tức là làm cho tiền của trong túi người khác trở thành tiền trong túi của mình. Và điều này là điều thực tế ai cũng nhận đúng. Kiếm tiền nghĩa là làm sao tiền của người khác đúng tiền của mình. Nói đơn giản mà không đơn giản. Bởi vì sao? Bởi vì đồng tiền liền khúc ruột. Tiền trong túi người ta là máu xương, là trái tim người ta, là thịt xương, là da thịt, là ruột gan người ta trong đó. Không phải mình cứ thò tay vào lấy bỏ túi mình là được tiền. Nó chỉ có cái hạn dễ nhất làm cho tiền túi người ta thành tiền túi mình là ai? Là cướp. Dí dao cổ người ta là móc tiền túi người ta bỏ túi mình là xong tiền. Chứ còn nếu bình thường mà để cho tiền trong túi người ta chạy vào túi mình thì phải làm sao? Thì mình phải làm cái gì để người ta muốn. Hoặc là mình phải đem cái gì người ta muốn mua, cung cấp. Ví dụ người ta muốn mua gạo, mình có gạo. Người ta muốn mua vàng, có vàng. Người ta muốn mua xe, mình có xe bán. Thì tiền người ta mới chạy vào bên túi mình. Mình mới trả lại một cái công lao gì đó, một cái dịch vụ gì đó, một cái tài sản nào khác. Chứ không phải là khi không mà chỉ kiếm tiền, tức là đưa tiền túi người ta vào túi mình. Và nhiều người vì không yêu quý sự công bằng, cứ muốn kiếm tiền là để cho tiền trong túi người ta chạy vào túi mình một cách đơn giản, nên bằng mọi cách lừa đảo. Và người làm bậy như vậy thì trước hết luật pháp sẽ xử. Rồi luật pháp mà xử không hết thì luật nhân quả xử tiếp. Và luật nhân quả xử cho tới thì mới là gây ra. Bởi vì sao? Bởi vì luật nhân quả rất là công bằng. Có những điều luật pháp của xã hội xử không hết. Nhưng mà luật nhân quả lôi ra xử rồi không sốc một cái nào. Và chúng ta phải hiểu điều này là tại sao con người đã đặt ra luật pháp, con người đã lập ra tòa án để xét xử. Ở ban đầu vào đời xa xưa làm gì có luật pháp, làm gì có tòa án xét xử. Nhưng mà rồi dần dần con người đã lập ra luật pháp, thiết lập ra tòa án. Chỉ bởi vì con người là một loại động vật có yêu quý sự công bằng. Và chúng ta làm người bởi vì chúng ta có điều đó, chúng ta có yêu quý sự công bằng. Chứ nếu con người chúng ta mà không yêu quý sự công bằng, chúng ta bằng ý chen những con thú khác. Những con thú khác trong rừng không có công bằng, mặc được ý. Nghĩa là đi một con cọp mà nó xé xác con vật, không có suy xét trong đầu, chỉ cần biết mặt. Bởi vậy con người mình đứng có luật pháp, tòa án sẽ xử. Là ví dụ khi một người này đánh đập một người kia thì lập tức luật pháp và tòa án sẽ xử khi không phải xử. Không cần biết là do gì, bởi vì con người bình đẳng với công bình. Do đó chúng ta hiểu rằng sở dĩ mà chúng ta được làm con người đúng nghĩa, chân chính, sáng giá, vượt hơn hẳn loài vật là vì chúng ta biết thiết lập tòa án, biết thiết lập luật pháp. Mà bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta yêu quý sự công bằng. Và chúng ta hiểu thêm điều này là vào thời xưa luật pháp rất là đơn giản, mà càng ngày thì luật pháp càng tinh vi. Bởi vì sao? Bởi vì khi càng văn minh, càng trí tuệ thì con người ta càng công bằng hơn nữa. Càng công bằng hơn nữa. Công bằng như thế nào? Chúng ta sẽ thấy mấy năm trước trên đài truyền hình có chiếu bộ phim Con Công Sự Nhà. Thì trong bộ phim đó chúng ta thấy cái luật thời đó đơn giản như sao? Giết người là đơn giản. Nghĩa là khi mà có vụ án giết người xảy ra thì sau khi mà bao nhiêu cái che giấu, rồi bao nhiêu cái điều tra, cuối cùng là xác định được tội phạm rồi thì làm sao? Mà không có những tình tiết giảm. Thời đó mặc dù là ông Bao Công ông rất là thanh niên, rất là chính trực, rất là trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ văn minh của cái loài người thời đó không bằng ai. Cái thời nay của mình á, giết người mình đem ra xử qua cái động cơ, hoàn cảnh, tình tiết, chứ không phải là hãy giết người đem ra bắn này, nó không giống như ngày xưa. Nên có những trường hợp, có những trường hợp như thế này là ở trong Sài Gòn có cái chuyện có một thằng bé giết người cha kế và nó bị bắt được. Bởi vì nó không trốn đi đâu được, nó không có chỗ nào để trốn, nó còn nhỏ và bị thành niên, từ giết người cha kế. Thì sau đó có những người họ biết chuyện, họ
mới đến mà đọc bởi vì kiểm soát tòa án họ mới trình bày. Lý do là bởi vì cái người cha kế nó quá độc, từ khi về ở với mẹ nó hành hạ mẹ tàn tệ, hành hạ các anh chị tàn tệ. Công bằng trong luật nhân quả của đạo Phật phù hợp và đây là điều mà chúng ta có thể tự hào, chúng ta hãnh diện khi chúng ta đứng quỳ xuống trước Phật đường, chúng ta lễ bái, chúng ta biết đây là Phật thánh đem đến cái đạo lý công bằng trong cuộc đời, và nhờ như vậy mà biết bao nhiêu con người trên thế giới đã tự kiềm chế lấy bản thân mình và không cho phép mình làm điều sai lầm, mà chỉ khuyến khích tự cho phép mình là những điều bất lợi, điều phát triển trong cuộc sống. Và đứng để người với tất cả trái tim mình mà không thể để có những lần ai làm việc. Ví dụ như trường hợp này, chúng ta thấy cái sự công bằng như thế này. Có cái tên cướp là sau khi mà điều tra cái gia đình đó, nghiên cứu điều nghiên gia đình đó, thấy gia đình đó giấu một số